Tình trạng cây xanh ngã đổ mỗi mùa mưa tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Sự việc đau lòng khi cây phượng bật gốc ngã đè khiến cho một em học sinh tử vong và nhiều em khác bị thương càng khiến cho người dân thêm lo lắng cho con em mình hơn bao giờ hết. Bởi hiện thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ bước vào mùa mưa, trong khi học kỳ thì còn kéo dài. Nhờ hàng cây sọ khỉ lâu đời này mà đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trở thành một trong những con đường đẹp và xanh mát nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 năm nay, đây giống như nơi ở thứ hai của ông Trần Văn Trinh. Điểm cắt tóc đơn sơ phục vụ khách đi đường. Mùa nắng thì mọi thứ thuận lợi, nhưng vào mùa mưa gió, ông vừa làm vừa lo. Mưa thì mình đâu muốn đâu. Ông trời tự nhiên ông mưa xuống thì đang hớt là chắc chắn là phải sợ rồi. Tại vì không may mà đang làm như vậy cây nó ngã một cái thì mình đâu có biết được. Ven các tuyến đường, nhà dân, trường học, công viên trên địa bàn thành phố được trồng nhiều loại cây khác nhau như sao, dầu, sọ khỉ hay me. Trong đó có nhiều cây cổ thụ. Cây lâu đời nên cao to, che mát tốt, nhưng khi mùa mưa tới thì cũng khiến người dân thấp thỏm không yên. Nó cũng từng khu vực như hàng cây này, bây giờ người ta cải thiện được cái hàng cái mảng xanh thì nó có độ thấm nước xuống, cây nó hút được, cho nên là cái rễ của nó chắc mà nó sống được dai. Còn cũng có chỗ thì lâu lâu người ta nó đổ bê tông hóa nhiều quá thì cây nó không nới được. Thứ nhất, thứ hai nó yếu cây, nó không có độ nước để bám xuống cái đất ấy, thì nó dễ bị đổ. Sợ chứ, nói không sợ không đúng, rất sợ. Như thành ra nhưng nhiều khi là né né trong đây thôi, nhưng mà những hôm mà nó vô tình rớt những khúc nhỏ là mình chính xác mình thấy mình cũng sợ nữa. Tại vì nói thẳng, nó độ cao nó mà rớt xuống gõ trên đầu mình thì sao? Rất sợ chứ phải nó không sợ. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay kể cả 4 loại cây, tức là cây mới trồng, cái loại 1, cái loại 2, cái loại 3 thì là có khoảng gần 100.000 cây, 99.000 bao nhiêu cây đấy. Thì trong đó là riêng cái cây loại 3, tức là cái cây mà cái khả năng mà dễ đổ, dễ gây nguy hiểm ấy, thì khoảng trên 8.000 cây. Nó cũng đến một cái lúc nào đó thì mình cần phải thay thế. Bởi vì khi mà những cây này mà nó gây ra nguy hiểm, nó đổ thì cái tai họa sẽ rất là ghê gớm. Nghĩa là thay đến đâu thì lại trồng ngay đấy để cho nó không bị phá vỡ cái cân bằng sinh thái một cách đột ngột trên từng tuyến đường. Theo các chuyên gia, việc thường xuyên đào xới quanh gốc cây để làm các công trình ngầm cũng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây. Chưa kể sự bê tông hóa đô thị khiến phần đất thịt để rễ cây bám vào ngày càng bị hạn chế, làm tăng nguy cơ đổ của cây.